Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm trong bài giảng hôm nay. Hải xin nhận các em tới lớp 8 sách cánh diều. Chúng nó sẽ bài giảng Hải Liêm, các em hãy dễ hiểu, các em sẽ không khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ tiếp bài số 2 chương 2 sách cánh diều, trang 43 sách cánh diều. Hôm nay mình sẽ học tiết số 5. Như vậy là hôm trước khi mình học tiết 1, 2, 3, 4 rồi. Em nào chưa xem tiết 1, 2, 3, 4 thì các em có thể vào kênh Hải Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát toán lớp 8 cánh diều các em xem nha. Dạ, hôm nay mình sẽ học tiết số 5 phần bài tập câu số 6. Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Thời gian để vòi thứ nhất chảy một mình ở đầy bể ít hơn thời gian để vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là 2 giờ. Người ta sẽ gọi x là thời gian vòi thứ nhất chảy một mình để đầy bể. Mình sẽ viết biểu thức theo x nha. Như câu này các em trả lời như sau. Như vậy câu A thì người ta kêu mình viết biểu thức, mình sẽ viết phân thức biểu thị theo x phần bể mà mỗi vòi chạy được trong 1 giờ. Như vậy là vòi thứ nhất là chạy trong x giờ thì đầy bể, đúng không? Còn vòi thứ hai, người ta nói vòi thứ nhất là chạy một mình đầy bể ít thời gian hơn so với vòi thứ hai, có nghĩa là vòi thứ hai sẽ chạy nhiều thời gian hơn so với thời gian của vòi thứ nhất sẽ là 2 giờ. Như vậy là x là thời gian vòi thứ nhất chạy đầy bể thì thời gian để vòi thứ hai chạy một mình đầy bể chính là x cộng 2. Như vậy là thời gian vòi thứ hai chạy một mình đầy bể sẽ là x cộng 2, đúng không? Đơn vị sẽ là gì? Như vậy thời gian vòi thứ hai chạy một mình đầy bể sẽ là x cộng 2. Giờ tiếp theo mình sẽ phân thức biểu thị. Phân thức biểu thị theo x phần bể mà vòi thứ nhất chạy được trong 1 giờ là như vậy là vòi thứ nhất thì chạy ít giờ thì sẽ đầy bể. Như vậy cho 1 giờ thì sẽ được là 1 phần ít, đúng không? Như vậy sẽ được là 1 phần ít bể. Cho 1 giờ sẽ chạy được 1 phần ít bể. Ít giờ thì đầy bể, 1 giờ chính là 1 phần ít của bể. Giờ tiếp theo mình sẽ tính phần bể mà vòi thứ hai chạy được trong 1 giờ là. Thứ hai phần bể mà vòi thứ hai chạy được trong 1 giờ là, như mà sẽ lấy một, như là vòi thứ hai chạy đầy bể sẽ là x cộng 2, như vậy 1 giờ sẽ được 1 phần x cộng 2 bể. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu B. Câu B mình sẽ viết phân thức biểu thị theo x phần bể mà cả hai vòi chạy được trong 1 giờ. Như vậy phần bể mà cả hai vòi
Như vậy phân khúc biểu khơi khéo hết phần 7 mà cả hai vòi chạy được cho 1 giờ lại. Như vậy mình sẽ lấy một phần x cộng cho một phần x cộng 2. Đúng rồi. Như là một phần x cộng cho một phần x cộng 2. Như vậy đây là phép cộng hai phân khúc khác mẫu khúc mà sẽ huy động mẫu khúc. Mẫu khúc chung chính là tích của x nhân cho x cộng 2. Như một phần x mà sẽ nhân tử vào mẫu cho x cộng 2 nha. Một này mà sẽ nhân cho x cộng 2. Phía dưới mà sẽ nhân cho x cộng 2. Giờ bên đây mình sẽ nhân tử vào mẫu cho x nha. 1 nhân x là x, x nhân cho x cộng 2. Tới đây, đây là phép cộng hai phân khúc cộng mẫu khúc, mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Như x cộng 2 cộng x. Phía dưới là x nhân cho x cộng 2. Như x cộng x sẽ là 2x cộng 2 viết lại. Phía dưới là x nhân cho x cộng 2. Giờ đơn vị cũng là 7. Giờ như là mình xong câu số 6 nhé. Câu số 6 kèm thứ 7. Các em xem hết video hãy biết kèm thứ 7. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 7. Câu số 7 đề bài yêu cầu là để hưởng ứng phong trào Tết trồng cây thì chi đoàn thanh niên dự định trồng 120 cây xanh. Khi bắt đầu thực hiện thì chi đoàn được tăng cường thêm 3 thành viên. Gợi ý là số thành viên ban đầu của chi đoàn. Giả sử số cây mỗi đoàn viên trồng là như nhau, mình sẽ viết phân khúc biểu thị theo x. Câu A là số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định. Như câu này các em trả lời sao? Như vậy là tổng số cây trồng dự định trồng sẽ là 120 cây. Số đoàn viên ban đầu sẽ là x, đúng này. À, số đoàn viên thực tế ở đây sẽ là thêm 3 đoàn viên. Như trước mình sẽ tính số đoàn viên thực tế là. X cộng 3 người. Như thực tế sẽ tăng cường thêm 3 người. Đúng này. Giờ như vậy mình sẽ làm câu A chứ. Như vậy mình sẽ viết phân khúc biểu thị theo ý. Câu A sẽ là số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định. Như vậy số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định là như vậy tổng cộng là 120 cây và số người theo dự định là ít người, nhưng mà sẽ lấy 120 chia cho ít thì ra số cây mỗi đoàn viên chọc được theo dự định. Như kết quả là 120 phần ít cây. Mỗi thành viên sẽ chọn là 120 phần ít cây. Câu B. Mình sẽ viết phân khúc biểu thị theo x số cây mỗi đoàn viên chọn theo thực tế nhé. Trồng theo thực tế là
Như vậy là 120 cây sẽ chia đều cho x cộng 3 hành vi, vì thực tế là có thêm 3 hành vi. Như kết quả là 120 phần x cộng 3 cây. Câu C người ta hỏi là mà sao câu C mình sẽ viết phần khớp biểu thị theo x, số cây mở đồng nguyên trồng theo dự định sẽ nhiều hơn số cây mở đồng nguyên trồng theo thực tế, đúng không? Như vậy số cây mở thành nguyên trồng theo dự định nhiều hơn số cây mở đồng nguyên trồng theo thực tế là giờ như vậy mình sẽ lấy phân khúc này trừ phân khúc này. Như vậy mình sẽ lấy 120 phần x trừ cho 120 phần x cộng 3. Như vậy đây là phép trừ hai phân khúc khác mẫu khúc, mình sẽ quy đồng mẫu khúc. Mẫu khúc chung là tích của x nhân cho x cộng 3. Như vậy bên đây mình sẽ nhân tử vào mẫu cho x cộng 3. Như vậy 120 nhân cho x cộng 3. Giờ x mình cũng nhân cho x cộng 3. Trừ. Bên đây mình sẽ nhân tử vào mẫu cho x. 120 nhân x. Và x nhân cho x cộng 3. Cứ đây là phép trừ hai phân khúc cùng mẫu khúc, mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Giờ mình sẽ nhân phân phối vô luôn. 120 nhân 3 là 120. 120 nhân x là 120x cộng. 120 nhân 3 sẽ là 360. Trừ cho 120x. Giờ phía dưới viết lại. Như vậy là 120x trừ 120x sẽ bằng 0. Còn lại là 360 phần x nhân cho x cộng 3. Đúng rồi, đơn vị sẽ là cây. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 7 nha. Giờ câu số 7 kem hiểu bài, kem sao không thích video, hãy biết kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 8. Câu số 8 người ta nói là gia đình chú Lương nuôi ba con lợn, cả ba con lợn đều ăn cùng một loại thức ăn gia súc, biểu đồ cột ở hình số 2, biểu diễn số ngày mà mỗi con lợn ăn hết một bao thức ăn. Hỏi cả ba con lợn ăn trong ít ngày thì cần bao nhiêu bao thức ăn? Như vậy mình sẽ quan sát biểu đồ thì mình thấy con lợn thứ nhất là ăn 3 ngày hết một bao thức ăn. Con lợn thứ hai ăn 6 ngày hết một bao thức ăn. Con lợn thứ ba thì ăn 4 ngày hết một bao thức ăn. Người ta hỏi là cả ba con lợn ăn trong ít ngày thì cần bao nhiêu thức ăn trong này. Như vậy mình thấy là con lợn thứ nhất sẽ ăn 3 ngày hết thì hết một bao thức ăn đúng này. Con lợn thứ nhất ăn 3 ngày thì hết một bao thức ăn. Con lợn thứ nhất ăn 3 ngày hết một bao thức ăn. Như vậy có nghĩa là một ngày con lợn ăn ăn hết 1/3 bao thức ăn đúng không? Suy ra một ngày
Con lợn thứ nhất. Ăn hết 1/3 bao thức ăn. Đúng không nè? Tương tự con lợn thứ hai thì mình thấy là ăn trong 6 ngày thì hết mất bao thức ăn. Như vậy là con lợn thứ hai ăn 6 ngày thì một hết bao thức ăn. Suy ra là một ngày con lợn thứ hai sẽ ăn hết là 1/6 bao thức ăn. Đúng rồi. Tiếp theo là con lợn thứ ba thì mình thấy là 4 ngày sẽ ăn hết một bao thức ăn. Như vậy con lợn thứ ba thì ăn 4 ngày thì hết một bao thức ăn. Như vậy một ngày thì con lợn thứ ba sẽ ăn là 1/4 bao thức ăn. Đúng nè. Như bây giờ mình sẽ tính một ngày ba con lợn ăn hết bao nhiêu thức ăn. Đúng nè. Như là một ngày ba con lợn ăn hết 3. Là bao nhiêu bao thức ăn, mình sẽ lấy ba số này cộng lại. Một phần ba cộng 1/6 cộng 1/4 bằng bao nhiêu. Giờ mình sử dụng máy tính cầm tay bấm cho nhanh. Như vậy là 1/3 cộng 1/6 cộng cho 1/4 sẽ bằng là 3/4. Như vậy là hết 3/4 bao thức ăn. Bây giờ là người ta nói, người ta hỏi là cả ba con lợn ăn trong ít ngày thì cần bao nhiêu thức ăn, thì mình sẽ lấy cái số này nhân ít là được, đúng không? Như mình kết luận là vậy. Cả ba con lợn trong ít ngày cần số bao thức ăn là như mà sẽ lấy 3/4 nhân x sẽ là 3/4 x. Bao thức ăn, đúng này. Như vậy mình kết luận là vậy, ba con lợn trong ít ngày cần số bao thức ăn sẽ là 3/4 bao thức ăn, đúng này. Giờ như là mình xong câu số 8 nha. Giờ câu số 8 các em hiểu bài, các em sống hết video thầy biết các em hiểu bài.
Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy giảng dễ hiểu không? Bấm nút và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Huyền Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Huyền Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.